giữ vốn cực kỳ khó. Câu hỏi tiếp theo nha, giữ vốn cực kỳ khó trong thị trường này, vậy làm sao để bảo toàn vốn khi thị trường biến động, và hiện tại nên đánh theo chơi tâm linh thì thường đấy vô lệnh khấn, hay là theo thị trường là soi từng lệnh một thì tốt hơn? Làm sao để bảo Ok toàn, để làm sao để bảo toàn, ok. Ok bây giờ mình hôm nay mình trả lời câu hỏi này cho xong câu sau này. Làm sao để bảo toàn được vốn? Ok bây giờ nói câu này thì bảo toàn vốn thì mọi người như thế này nhá. Mọi người sẽ chia ra Ryan nói nếu mà mọi người thấy hợp thì có thể áp dụng nhá. Nếu mà thấy hợp với mình. Nếu như mà bây giờ tổng vốn của các bạn tham gia thị trường này là 1.000 đô đúng không ạ? Thì 900 đô đó 900 đô, 90% các bạn sẽ dùng để đợi Bitcoin để giá thấp để hold, hoặc các bạn có thể chơi ở ngoài không chính là margin được không ạ? Margin này các bạn chỉ bỏ 10% tổng số vốn để tham gia vào. Và trong 10% đó mỗi lệnh các bạn vào là vào tổng vào chỉ tính nếu mà tính tổng 100% của 1.000 đô thì các bạn chỉ vào tầm 10 10 đô là 10% của 10% là 1%. Được không ạ? Chúng ta sẽ chia nhỏ ra. Chia nhỏ ra đó là cách để bảo toàn vốn. Còn lát nữa cách cách như thế nào để bảo toàn lợi nhuận thì mình sẽ nói sau. Lý do tại sao chúng ta phải chia nhỏ 10 lệnh ra trong 10% đó mọi người biết không ạ? Lý do là vì margin này nó không giống, nó khác exchange hoàn toàn. Ví dụ như mình chỉ còn sơ sẩy một chút hoặc là sai entry một chút thì chúng ta xác suất chúng ta bị cháy rất là cao, cho nên chúng ta phải chia nhỏ ra được không ạ? Để tránh mà only một lệnh là sẽ bị cháy tài khoản. Trước kia thì mình cũng có lẽ là rất nhiều anh em giống như mình. Thì trường hợp của mình là lúc mới tham gia là mình chỉ có cấp thép này, all in này, chỉ có đánh một lệnh thôi, ăn là ăn cực kỳ to. Nhưng mà lúc mà cháy thì cháy toang cả tài khoản. Bây giờ ví dụ như là anh em dù có kiếm được khoảng tầm ví dụ như anh em có 1.000 đô đi, anh em kiếm lên được 10.000 đô đúng không ạ? 10.000 đô nhưng mà sau này all in một lệnh đúng cháy sạch luôn. Vậy kết quả cái đấy cuối cùng là gì ạ? À? Không có lợi nhuận. Không quan trọng là bạn chơi tốt như thế nào, bạn kiếm được nhiều tiền như thế nào, nhưng mà quan trọng là kết quả của bạn đấy, là lãi được bao nhiêu tiền hay là cháy sạch tài khoản, đúng không ạ? À? Ok, nói đó là về vấn đề bảo toàn vốn. Vấn đề tiếp theo là về có nên follow theo kèo của HC không? Cái này thì mình khuyên chân thành thì các bạn cứ zone đi. Nó hoàn toàn miễn phí, các bạn cứ zone đi. Sau khi zone rồi thì hãy quan sát, đừng vào lệnh vội. Hãy quan sát là TNC rồi tất cả admin ở HC sẽ kèo như thế nào. Ok, ô, vỡ đồ rồi, cho mặc áo rồi. Alo 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 xin lỗi nhá. Khi nói đến đoạn quan sát này nhỉ, mọi người cứ cứ vào quan sát, nếu mà cảm thấy ví dụ như là 10 kèo ăn 8 kèo thua 2 kèo, tỷ lệ là tầm 80% thì mọi người chia vốn sao cho nó hợp lý. Ví dụ như là nếu như mà 8 kèo thua 2 kèo thì có thể vào 20% tổng số vốn của mình bằng một lệnh đúng không ạ? Nếu như vậy, nếu mà mọi người cứ đánh theo như thế thì chắc chắn là sẽ thắng rồi. Ok. Câu tiếp theo là gì Tùng nhỉ? Câu đó là gì nhỉ? Đoạn tiếp theo. Tiếp tiếp được đó là nên theo lệnh của HC hay là theo hay là tự đánh, tự soi thị trường từng À chút đúng rồi, một. ok. Nếu mà đủ khả năng thì mình nghĩ là nên soi, không nên theo ai cả. Nếu mà đủ khả năng thì nên tự soi kèo cho mình. Nhưng mà nếu mà không đủ khả năng thì nên tham khảo nhá. Mình không phải bảo là mọi người nên follow hay là nên theo kèo bên đây. Thì mọi người cứ nên follow đi, quan sát đi, cảm thấy ổn hãng theo, nó hoàn toàn miễn phí nhá. Ok. Tại sao mình không làm cả hai nhỉ? Chính xác. Tại Tức sao mọi là người không tại sao mọi người không 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 đăng ký hai tài khoản, một tài khoản chỉ đánh theo TNC và một tài khoản là mọi người, tại vì thứ nhất là có câu chuyện như này này, thứ nhất là chúng ta đều biết rồi, về lâu dài chúng ta không thể nào phụ thuộc một người hoặc một nguồn tín hiệu được, cho nên là về về lâu dài thì chúng ta phải bước trên đôi chân của chính mình, đúng không? Thứ hai nữa là bản thân một người, khi người ta trade không phải phong độ lúc nào người ta cũng được gọi là 100%, có hôm ví dụ sức khỏe yếu hoặc là hôm người ta bệnh thì hôm đó mình không có kèo thì sao. Cho nên là về lâu dài, trong trong về về dài hạn mà nói, thì tất nhiên mình phải đứng trên đôi chân bản thân mình, thì mình phải đứng trên cái
cái phân tích của chính bản thân mình. Nhưng mà tất nhiên quay lại cái thực tế là ở xuất phát điểm là bây giờ hiện tại mình không có được cái độ chính xác như người ta, mà bây giờ vốn mình có bao nhiêu đây thôi, mình đánh mình hết hết vốn rồi, thì lần sau tới cái lúc mà mình giỏi thì mình cũng không có vốn mà mình làm lại. Vậy cho nên là tại sao mình không làm, cho nên là mọi người thường hay có tư duy là okay, mình chọn một trong hai, mà tại sao mình không nghĩ là mình chọn cả hai, tức là bây giờ mình cứ chia đôi. Ví dụ như là mình không tự tin với cái của mình thì mình chia tài khoản mình ra 8-2-8, mình follow theo, ví dụ như follow THC Signal là hiện tại cũng đang rất là tốt rồi, tại sao mình không 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 theo để mình vừa bên này là mình tích lũy vốn, còn một bên là mình có một tài khoản riêng của mình đánh theo Signal riêng của mình. Nhưng mà mình cái đó mình thua thì mình chỉ thua hai thôi, cho nên là mà nếu thua hai thì nó cũng không ảnh hưởng, cái phần 8 nó có thể kéo lại chẳng hạn vậy. Thì trong dài hạn thì mình có thể vừa ra kèo được, mà trong ngắn hạn thì mình vừa qua. Và mình cũng bản thân mình lúc mà mình tự mình đánh theo cái Signal của mình á, thì mình cũng có thể học hỏi được tại sao mọi người bao giờ mình tại mọi người lại suy nghĩ là tại sao TNC nó lại ra cái chỗ đó phải là sell mà không phải là chỗ đó không phải là buy, tại sao chỗ đó long không phải là chỗ short, đúng không? Thì mọi người tự đặt những cái câu hỏi như thế và tự tự phân tích, rồi từ từ nó sẽ là trình độ lên thôi. Ngoài ra thì có trong group, mà còn trong group thì cũng có discussion rồi này nọ, thì mọi người có tận dụng cơ hội mà hỏi. Thứ nhất là mình người Việt Nam mình nó ngại hỏi, là các bạn không biết mà các bạn cũng không hỏi. Ví dụ như cái form ngày hôm nay là bao nhiêu người, hiện tại là trong group room này có 125 người, 125 người mà chỉ có 25 người làm form, tức là chứng tỏ là mọi người đều đang có vấn đề, mọi người đang muốn mình hay là Ryan hay là TNC muốn giúp đỡ mọi người, nhưng mọi người lại không nói cái vấn đề của mọi người ra, và mình đã không biết thì mình sẽ hỏi, đúng không? Mọi người hỏi mất gì không, đúng không? Còn không hỏi thì tụi mình cũng đâu thể nào biết là mọi người cần gì mà mình giúp được đó. Ít nhất là mình phải hỏi đã. Còn ví dụ như trường hợp mà hỏi rồi mà tụi mình không giúp được, thì lúc đó là ít nhất là tụi mình cũng có thể, ví dụ ở cái này mình không giúp được, hoặc là có thể nên hỏi bên A, bên B, bên C, thì nó sẽ giúp cho bạn có, ít nhất là bạn có cái hướng đi hơn. Đấy, nên là quay lại cái câu chuyện là nên chọn một trong hai, thì mình cái đó là quan điểm của mình nghĩ là nên nên là cả hai. Ok.